Chào mọi người nha. Hôm nay là ngày tiếp theo ở nhà. An toàn khi cùng tầng thì có ca F1, nhưng mà bạn ấy đã được đưa đi cách ly rồi và vẫn ở nhà an toàn nha mọi người. Hay nè, bạn Phạm Duy ở Truly Home, đại gia bất động sản, cho Phúc hai trái sầu riêng bự như thế này. Bây giờ Phúc sẽ tìm cách thử mở ra coi làm sao, chứ còn hồi nào giờ ăn chứ không biết mở ra rồi mọi người. Mẹ cho bốn cái bao tay này, còn như còn một cái trong tủ đúng không, là sẽ tách được á, tại vì cầm gì nó muốn nứt ra luôn rồi nè. Kéo ra giờ nó muốn mở hai cái này, có cái bao tay này là bắt các bếp rồi mọi người, nhưng tao ngăn giữa ngăn nào đó, kéo ra một phát rồi pẹp, nếu không làm là ngăn giữa cái nữa sẽ mở lần đầu tiên đúng không. Lần đầu tiên mở sầu riêng mọi người, con cái hả? Vậy là mua con cá. Nó vậy cho cái khăn đi, cái khăn trắng đi. Rồi, cái này thì Phúc nghĩ đây nè, để mì trái nè mọi người. Đó. Thơm thì là thơm. Của sầu riêng Hoàng Lâm nha mọi người. Trái cây sạch Khánh Sơn. Địa chỉ Google trái cây sạch Khánh Sơn. Có số điện thoại luôn nào mọi người. 0983271007. À, chuẩn bị một cái hộp luôn để mà đựng khi mà bỏ ra xong rồi ăn, muốn ăn hết thì bỏ trong ngăn đá lạnh đó. Mẹ nó muốn ra luôn rồi. Nó tách ra luôn nè mọi người, giúp dứt cái nó tách ra luôn, tại vì chủ dựa ta đã tách sẵn cho Phúc rồi. Ui xuất sắc chưa, chị cả nhà ơi. Wow. Yeah. Nè mọi người. Bụng chưa đã chưa? Đó, tay chị Quỳnh Phượng bò vô móc ra cái hộp nó nhỏ lắm. Hỏi cho trong hộp đó. Đó mọi người tách rất dễ, tại vì lúc người ta bán á thì tách ra rồi, tách nhẹ ra rồi. Nhẹ mà có nhẹ vừa nhẹ rồi, bây giờ chỉ còn mình cầm mình tách ra thôi. Đó, cũng tách ra cái này ra cái một nè. Rất là ngon nha mọi người. Bao ăn mà nghe nói là xuất khẩu luôn á. Mà mùa này đó rồi, vô mùa hè rồi, nếu không có dịch là mùa hè rồi sầu riêng. Nhà là buồn quá, hơn 3 tháng rồi, bây giờ tiếp tục ở nhà thêm mấy ngày nữa để đảm bảo an toàn, mặc dù là test. Hôm nay cũng vừa test Covid đó, mẹ đừng. Test Covid nữa rồi. Tắt cái đó ra. Đó. Đó, tự động rớt ra hết rồi không? Này là hết muối rồi. Trong còn nữa. Cầm không rớt không nhé. Đó, này thấy không? Phúc thì Phúc không có thích ăn sầu riêng tươi, hay là bánh sầu riêng, hay là kiểu như là đông lạnh á, nó ăn miếng chơi vô trời rồi hồi mẹ phải giặt cái này nè, dơ nè. Nhưng mà thôi, mùa này bây giờ có gì ăn á nó ở trong nhà rồi, bây giờ là có gì ăn nấy. Cảm ơn bạn Phạm Duy rất là nhiều nha. Đi ơi. Lửa nè mọi người. Tắt cái lửa nè, rớt ra nè. Wow, tự động rớt ra luôn nè. Ngon chưa? Xuất sắc. Bỏ vô gom nha trời. Được rét không thôi nó. Hết rồi. Hết sạch rồi, bỏ tắt rồi. Ngon chưa? Món ruột của đi nè. Ý. Và đây là món ruột của bạn này, Ray Văn Trồ. Rồi nói gì với chú Duy, cảm ơn chú Duy đi. Cảm ơn chú Duy. Mong chú Duy có chú Duy cho con nữa nha. Còn một trái nữa đó, để cho nó mấy bữa nữa nó chín chín nha. Ôm nó nha mọi người. Đó, mọi người nếu thích những cái clip vui vui như thế này, đây là cái ngày kế tiếp từ Phúc ở nhà. À, hôm nay là hôm qua là, hôm nay là ngày thứ ba rồi. Ngày thứ tư. À, hôm nay là ngày thứ tư. Ở nhà thì chúc mọi người thật nhiều niềm vui, sức khỏe, giữ gìn an toàn nha. Sài Gòn ơi, chúng ta sẽ cố gắng và chiến thắng lại dịch nha. Sài Gòn ơi, cố lên. Nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của Phúc là MC Duy Hồng Phúc. Bé chiếc suối Hồng Long và đây trời Duy Hồng Phúc. Bye bye mọi người. Vậy ăn sầu riêng thôi, thử nha. Đi thử đi đi. Ngủ mà ăn sầu riêng. Đi cầm đi ăn thử. Ngon lắm nha mọi người.